hướng dẫn sử dụng giáo cụ số đếm hình tam giác. Trên EduLine, giáo cụ số đếm hình tam giác là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bạn hãy kéo các hình tam giác có trong hình bên dưới vào bảng trắng phía trên. Đồng thời hãy đếm xem có bao nhiêu hình tam giác. Sau đó bạn có thể chọn nút chơi lại hoặc đổi đề bài mới. Với giáo cụ số này bạn có thể tạo hoạt động bổ trợ tương tác, tưởng tượng và nhận biết hình tam giác của học sinh. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là đếm hình tam giác. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.